rất là hay, giống như chồng trai của tôi lúc tôi còn trẻ. Anh á, thì em không tin. Bây giờ em phải hỏi ban giám khảo có tin cái lời nhận xét của anh có đúng hay không? Có gì đồng ý không ạ? Ok. Và theo Tuấn Vương thì không biết là giọng ca như thế nào, nhưng mà vẫn hơi tiếc nét diễn xuất của cổ rất là hay. Thì bây giờ Tuấn Vương xin mời anh nhạc sĩ Ngô Minh Tân cho biết thêm ý kiến về giọng ca vừa rồi, từ lúc diễn xuất cho đến giọng ca cho đến gì âm nhiệt. Xin cảm ơn Tuấn Vương. Xin chào quý vị. Chúng tôi xin có ý kiến trong cái điểm có 3 phần chúng tôi thể hiện. Như các bạn đã biết thì cái phần trình diễn khác khi là hình như là các bộ rất cao trong phần trình diễn của mình. Đồng thời với cái nhịp điệu và khi là nghe theo rất vững, còn giọng hát trong cái bản nhạc này và người nào cũng hay cả, và tôi nghĩ rằng quý vị sẽ ở đây cho tới cái phần cuối cùng và đầy gây cấn để chúng ta tuyển ra một người nhất, nhì và ba trong chương trình tối hôm nay. Thì hồi nãy đó, theo chương trình từ đầu là anh nói biết làm thơ, tất cả mọi việc không phải làm thơ thật, như là đọc thơ đúng không? Dạ. Thì bây giờ em đưa anh từ miền Bắc cho đến về miền Tây. Thì theo miền Tây em biết là Kiên Giang, Rạch Giá, Cà Mau và Cần Thơ. Thì anh nghĩ là anh đâm được bài thơ của cái miền này. Em cứ chọn, không sao em cả, bài nào anh cũng thuộc hết. Theo Cẩm Hương biết thì thường thường những cái bài thơ người ta hay nói về Cần Thơ rất là nhiều. Nhất Cần Thơ rồi sau đó tới Cà Mau. Thôi bây giờ thì cho anh dễ hơn một tí, anh có thể đọc một cái bài thơ nào về nói về Cần Thơ không anh? Vâng, thưa quý vị, con Cẩm Vân này cũng hơi làm khó là có đặt về một cái bài thơ về Cần Thơ. Tôi xin phép quý vị đọc cái bài thơ nói về Cần Thơ. Tôi xin quý vị một phút yên lặng nghe cái bài thơ về Cần Thơ. Nếu quý vị nào sinh ra và lớn lên về Cần Thơ thì nghe đây cũng là một cái niềm vui bỏ túi, không có ý nghĩa gì hết. Thưa quý vị, chưa đi chưa biết Cần Thơ, đi rồi mới thấy ngẩn ngơ đời mình. Cần Thơ thì cứ vươn lên, Cần tôi thì cứ sụt lơ đêm ngày. Em sợ chưa? Mình ta không dám anh đâu. Thật ra Cẩm Vân không phải không làm khó anh đâu, mà tại vì thí dụ như vậy, những thí sinh không lên đây hát, không diễn tả được cái lối diễn xuất của mình, hoặc là đem những tiếng hát dân nghe thưa quý vị, thì mình đâu có biết là thí sinh đó có giọng ca hay không, đúng không? Còn về phần anh tự hào là anh biết đọc thơ, thì Cẩm Vân cũng không biết được là anh có cái đặc sắc nào hay thôi, chứ đâu có làm khó gì, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị. Và thí sinh được kế tiếp được mang tên Tony Thi. Xin quý vị cho qua nhạc phẩm Em Đã Quên Một Dòng Sông. Thưa quý vị, cho thí sinh là đó. Em đã quên một dòng sông. Thưa quý vị, cho thí sinh Tony Thi. Chào bạn thầy. Quên dòng sông thôi nha, nhưng mà đừng có đi mà quên tiền hay quên vợ hay quên bạn gái lại là không được mà. Trong khi chờ đợi thí sinh thi nè, anh nói cho anh nghe nè, anh đã nói tới sông mà đọc thơ sông cho anh nghe nè. Dạ. Có những dòng sông không bao giờ hồi tụ, sông vẫn có những bản đường, cứ yêu mãi một dòng sông. Wow, hình như cái này mới thơ, nãy không thấy bài thơ. Đến mai thì không
sao em với sao nhớ đành quên. Qua dòng sông năm xưa đã một thời yên, qua dòng sông hôm nay I'm sorry.